Các bạn thân mến, các bạn cũng biết phương pháp chườm gan bằng cặp đá diệu kỳ là sáng kiến của thầy Dương Quang Châu, bắt đầu xuất hiện trên Việt Nam cũng như là toàn thế giới từ ngày 1 tháng 9 năm 2014. Và tính từ đó đến nay, phong trào chườm đá đã lan rộng khắp Việt Nam cũng như là khắp toàn thế giới. Và rất nhiều người yêu thích phương pháp chườm gan này bởi vì là nó rất đơn giản mà lại hiệu quả, lại còn không tốn kém và ai cũng làm được. Đó, chúng tôi đã hoàn thành bước 1 là xếp đá vào trong cái lò nướng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đậy nắp lò lại. Khi đậy nắp lò lại, quý vị lưu ý là chúng ta sẽ để nhiệt độ là ở mức là 250 độ C. Đây, 250 độ C. Và thời gian để nướng đá là 20 phút. Quý vị nhìn đây ạ, 20 phút. Rồi đó, chúng ta quay về. Đá sẽ được cho vào ngăn của khăn chuyên dụng. Và mọi người nhìn đó, chúng ta cần phải dùng một cái đôi tay găng tay chuyên dụng nữa luôn. Cái găng này ở trong ngành nhiệt luyện, do đó mà nó sẽ khiến cho không bị cháy găng và chúng ta không bị phỏng. Rồi bây giờ mình sẽ gấp cái khăn lại, đá sẽ cuộn lại. Đó, chúng ta nhìn cách cuộn đá. Chúng ta sẽ sử dụng một cái chai dầu. Chai dầu đó gọi là chai dầu xoa cặp đá diệu kỳ. Chúng ta có thể nhìn, đây chính là cái chai dầu đó. Chai dầu này chúng ta sẽ nhỏ một giọt lên chỗ mà chườm gan, hoặc là những chỗ nào mà chúng ta chườm như là khu vực ổ bụng chẳng hạn thế. Dầu nó sẽ khiến thẩm thấu, cái nhiệt độ sẽ tốt hơn, cũng như là nó có cái tác dụng thẩm mỹ, khiến cho cái vùng da mà chườm nóng nó không bị nám, không bị sạm. Và nếu như mà chúng ta làm, giả sử những người nào mà đau khớp gối hay là suy giãn tĩnh mạch mà cần mở mấy cái van tĩnh mạch ấy, thì chai dầu này lại càng có hiệu quả. Chúng ta chỉ cần nhỏ một giọt dầu vào, sẽ lúc mà làm động tác nó sẽ không có gây xước sát da, cũng không có gây rát bỏng. Thầy Dư Quang Châu lại có một sáng kiến để cống hiến cho đời, chính là kỹ thuật chườm đa năng, chườm thận, chườm để chữa đau khớp gối, đau cổ gáy và vân vân, và nhiều cái chứng đau khác. Thì chúng ta muốn làm hiệu quả thì chúng ta sẽ dùng cái khăn đa năng. Chúng ta sẽ cho đá vào hai ngăn bên ngoài của khăn đa năng, vì khăn đa năng nó có 3 ngăn, nhưng mà chúng ta sẽ không cho đá vào bên giữa mà chúng ta cho đá vào hai bên. Rồi chúng ta lại cuốn lại. Chúng ta sẽ dùng cặp đá chườm gan, chúng ta đặt ngay ở liên sườn bên phải. Liên sườn phải tức là ở cái khu vực xương sườn, tính từ vùng thượng vị sang bên phía bên phải của chúng ta. Chúng ta sẽ lấy cái đai và chúng ta sẽ cuốn quanh để giữ cho đá. Khi có cái đai này thì quý vị yên tâm là nếu như chúng ta có lao động hay chúng ta có làm việc thì chúng ta không có lo lắng đá bị rớt. Một kỹ thuật mà rất hay thường được thầy Châu tư vấn đó chính là kỹ thuật chườm thận. Thì cách chườm thận thì cách vị trí đặt đá chườm thận như sau. Chúng ta nhớ là chúng ta chườm thận bằng khăn đa năng, cuốn hai cục đá vào phía hai bên, chừa lại ngăn giữa để cho nó đỡ bị cấn ở lưng. Thì vị trí của thận chúng ta tính như sau ạ, chúng ta canh từ rốn, rồi sau đó vòng tay ra đằng sau lưng. Đó, và nó ở phía trên một bàn tay, thì đây chính là vị trí mà chúng ta sẽ chườm thận. Và chúng ta sẽ đặt cặp đá ngay cái vị trí của cái khu vực thận, rồi dùng cái đai mình cuốn lại. Khi có đai cuốn lại thì cũng tựa như là cặp đá chườm gan. Chúng ta rất là yên tâm, rất là yên tâm là đá luôn luôn đúng vị trí, không bị xê xích, và chúng ta hoàn toàn thuận tiện trong sinh hoạt cũng như là trong các mọi hoạt động của mình. Ngoài việc mà chúng ta chườm thận đơn lẻ, chúng ta có thể kết hợp giữa chườm thận với chườm gan. Và bây giờ thì chúng ta sẽ để thêm một cặp đá vào phía trước. Quý vị lưu ý ạ, đó, chúng ta vừa chườm gan vừa chườm thận đồng thời cùng một lúc, đặc biệt với những ai mà mắc cái chứng men gan cao,
chúng ta nhớ là thầy Dư Quang Châu luôn luôn tư vấn là chúng ta cần phải trường gan và trường thận đồng thời. Rồi đó, mọi người có thể nhìn thấy rõ rồi. Đó, một cặp gan và một cặp ở thận. Là mình phải mang cái đồ giới vô trước. Đây, thấy chưa? Ok. Mang giới vô trước. Đấy chị biết không? Nó bảo vệ. Nhất là mấy người mà coi tiểu đường coi chừng nha. Bị nó nóng không ai là bỏng là tiêu à. Nhưng mà mình á là mang đồ giới vô. Rồi sau khi giới xong rồi, mọi người đây, đây là đặt tên là đôi khi bây giờ. Sau khi làm nóng xong rồi, bắt đầu ta mở ra, thấy chưa? Rồi ta lấy cái gân nha, đừng có tự nhiên thấy tôi làm về nhà cũng thò tay làm luôn, phỏng mẹ tay. Nhưng mà gân á là ta mang vô vậy, là ta đút vô, ok? Đây. Khi đút vô xong rồi, ta xếp lại. Thì cái hơi nóng dữ này rồi, và chúng ta đút cái này vô đây, mang vô là chúng ta có thể ngủ được rồi. Nhưng mà tôi á, thì tôi thấy hay cho nè, nhiều khi nó không có chạm trực tiếp đâu, khi mình nằm ngủ á, cái nó lai rồi nè, nhìn nè, nó đâu có đụng vô chân mình đâu. Cũng có, còn hơi ấm này. Đó, rồi mình trùm mình lại, thì cái hơi nóng nó quả hết lại đây. Chứ không phải là cái chân mình đạp lên chạm trực tiếp đâu nha. Là mình khi mình nằm cái chân mình quẹo vậy nè, thì nó đã xích ra rồi. Khi mình trùm mình vô xong rồi á, thì là nó ấm hết cái chân mình. Ngủ ngon chết bỏ. Cho nên đối với những người mà mọi người nói kêu mà mất ngủ kinh niên mà dùng thuốc kinh niên á, mọi người cứ dùng cho tôi ba cặp, một cặp chờ mở gan, một cặp chờ mở cổ và một cặp để hai lần một chân là ngủ ngon lành. Ok nhé. Ok. Đấy. Thì như vậy là chúng ta đã có một cái công thức tuyệt vời cho chúng ta rồi. Thì mong rằng các bạn và các anh chị cố gắng vì sức khỏe của mình mà mình bảo vệ cho chính mình. Xin cảm ơn. Trường hợp những bệnh nhân bị đau vai thì chúng ta sẽ chườm vai và cũng vẫn với cặp đá dùng khăn đa năng, chúng ta sẽ vắt ngang vai như vậy. Khi mà bị đau vai mà chúng ta kiểm tra không có sưng nóng đỏ đau thì chúng ta sẽ dùng đá nóng. Những trường hợp mà cần phải chườm đầu gối, ví dụ như là trong trường hợp mà đầu gối bị thoái hóa hay là bị do co nghẽn mạch khiến tổn thương khớp gối, thì chúng ta cần phải ngoài việc chườm gan, chườm thận thì chúng ta cần phải chườm thêm đầu gối. Thì quý vị nhìn cái cách chườm đầu gối như sau. Chúng ta sẽ đặt cái cặp khăn cặp đá cho vào khăn đa năng và nó sẽ nằm gọn đầu gối trên đầu gối như thế kia, và hai cục đá sẽ ở hai bên, nó sẽ dẫn lưu nhiệt để giúp cho đả thông bế tắc ở khu vực đầu gối tốt hơn. Với các chứng như là rối loạn tiền đình, thiếu máu não, ù tai, điếc tai, nặng tai, rồi đau nửa đầu hoặc là suy giảm trí nhớ ở người già, thì ngoài chườm gan, chúng ta cần phải chườm thêm khu vực cổ gáy và động mạch cảnh. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt đá lên khu vực cổ gáy như sau. Mọi người dùng cái khăn đa năng đó và chúng ta đặt cái cặp đá ở hai bên như vậy đó. Rồi, nếu như mà những người ù tai, điếc tai thì chúng ta sẽ đặt đá ở hai bên, áp ở hai bên tai để cho nó dẫn lưu cho tốt, thì quý vị đặt ngang cao lên trên đó, áp vào hai bên tai như vậy. Và khi mà mình ngồi xem tivi hay mình ngồi dựa ở chỗ salon hay chỗ tường ấy, thì mình có thể ngửa cái cổ ra mình dựa một cách dễ dàng đó. Kỹ thuật chườm động mạch cảnh cũng rất là đơn giản, chúng ta cũng chỉ dùng cái khăn đa năng thôi và quý vị sẽ đặt nó ở ngay lên cái vùng cổ phía trước đó, thì cái sức nóng nó sẽ áp vào hai bên phía động mạch cảnh và nó sẽ làm dẫn lưu máu tốt hơn, đả thông bế tắc, đưa máu trực tiếp lên trên não một cách dễ dàng.
Hớp đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.